Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem một cái clip cực kỳ chất lượng. Đó là mình sẽ gắn tim và mình sử dụng khẩu Pharma X gắn tim và giết 20 kill nha anh em. À, bên cạnh đó thì mình sẽ giao lưu với là bạn C4 hi hi, không biết là C4 thực hay là giả nữa. Nhưng mà mặc kệ, cứ rắn đại kiện tướng là pro hết anh em à. À thôi, anh em theo chân mình để xem hết video anh em ơi. À, video này rất là chất lượng, anh em đừng có bỏ qua mà uống nha. Mình rất là tâm huyết video này, mong anh em xem hết và hãy like cho mình nha. Rồi, ta vào trận thôi anh em ơi, let's go. Rồi, trận này ta nhảy cùng trên anh em nha. Có một team đi theo luôn, rồi ta xuống trước luôn. Nhanh nhanh nhanh, nhặt xong cả thua nó anh em ơi. Rồi, thanh niên kia nhặt luôn rồi. Cho tôi khẩu súng đi, hết súng rồi. Súng ở đâu rồi? Súng đâu rồi? Đây rồi, khẩu rồi. Có khẩu AUG rồi anh em ơi. Ta xuống ta giết luôn. À, trước mặt của người anh em ơi, trước mặt của người. Chạy đi đâu? Chạy 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 đi đâu? À mặc ít mà chạy sao được. Rồi, à bên kia có thằng gục luôn. Ăn kẻ luôn anh em ơi, ăn kẻ. Ngon, ba kill nha anh em. À đây có thanh niên AFK, đây có thanh niên AFK. Đi ngủ rồi à, đi ngủ rồi à, hay là đang cơm thanh niên AFK. Rồi ngon, 4 kill nha anh em. À, bên kia được, bên kia có một team bằng chết đông đồ mấy này. Thôi ta đi cứu thôi. Được rồi, à, thanh niên nóc 2 vừa cứu xong lại gục. C4 kiểu gì mà ăn rồi gục miệng dày C4. Chắc C4 phết rồi anh em à. Rồi ta đi tìm người tiếp thôi anh em ơi. À có người anh em ơi, có người bên nhà mình. Rồi, hạ ba thằng luôn, hạ ba thằng luôn anh em ạ. À. Không công một thằng này. Ra đây, ra đây, ra đây. Này thì ra, tao cho hai thằng ba thằng luôn anh em ạ. À. Luôn luôn. Này thì bằng lẹ này. Rồi, bơm màu đã. Từ từ thôi anh em ạ. À. Bình tĩnh nha anh em. Thanh niên kia bằng qua hả? Tôi bằng vừa đâu giờ. Mình nhự này, mình nhự này. Ra solo đam này, solo đam này, yến cục xúc này. Rồi clear một tím nha anh em, ta kiếm ít đồ rồi ta đi lên trên tháp đồng hồ xong ta chạy qua xưởng nha anh em. Trận này là mình bắn mỏi tay luôn anh em à, mình bắn phải 1.000 viên đạn súng trường ấy trận này ấy. Rồi ta kiếm ít đồ rồi ta đi lên xưởng thôi anh em à, chuẩn bị đến khúc gáy cần rồi anh em nha. Tháp đồng hồ rộng như thế này mà chả có ai luôn anh em à. Chắc người ta không lút ở tháp đồng hồ, tháp đồng hồ nguy hiểm quá, người ta không nhảy xuống. Rồi ta đi lên xưởng, đi lên xưởng kiếm có ai không, khả năng trên xưởng có nhiều người đấy. À trên trò, trên trò, trên trò có người anh em ơi. Trên trò, trên trò đây 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 anh em thấy chưa, có khe hở này. Lúc hả, lúc hả. Rồi thanh niên này, à thanh niên này núp, thanh niên này còn một mình đi núp này thì đi núp nè. 140 máu rồi, sắp chết rồi. Núp núp nè, núp nè, vỡ mồm này anh em. Rồi ok luôn anh em ơi. À, thanh niên này đi núp, thanh niên này đụng đùi gãy rồi, chơi giờ đi núp nha anh em. Lại gục thanh niên tông láng rồi gục miệng nha. Mấy thanh niên này bằng chàng thật chứ, rắn đại kiện tướng kiểu gì mà bằng ăn rồi gục miệng. Mày ông lại gục để lại băng hả? Đó thêm một ông gục nữa kìa, đáng thật thử chứ. Cho gậy luôn đấy. Rồi ta đi cứu thôi anh em ơi. Đi lên trên này ta đi cứu thôi. Khúc này gây cần lắm anh em à. Khúc này trở về sau là mình bằng gậy cái súng luôn anh em à. Mình bằng muộn hỏng cái súng luôn. À khu dân cư có người, khu dân cư có người. Rồi như vậy là mình không vào được rồi anh em nha. Trong kia còn một team. Thôi ta chạy qua nhà mày điện, chạy qua nhà mày điện cứu. Nhà mày điện có hai thằng chạy cứu luôn. Này 5-1. Sao đấu thế, bằng cái gì đấu thế. Từ từ bình tĩnh lên máu thôi anh em à. Rồi thanh niên đúng rồi, đúng rồi. Còn một mình thôi thôi anh em à. Thôi tôi bỏ thôi anh em ơi. Không không thể chạy cổi được. À có người luôn rồi. Này đúng thế. Này gì đúng rồi. Bằng lẹn hả, anh em phải thấy không. Phá này gây cứng quá. Thôi tôi không bình luận nữa anh em nha. Để tôi tập trung tôi bằng này. Phòng lưu nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
định khác của mình. Thank you.
luôn, tem nó luôn, có mỗi tem nó luôn. Rồi tập 1 nha anh em. Nãy giờ mình tập trung bắn nên không bình luận được nha anh em. Buông tay thực sự luôn anh em ạ. Thôi video kết thúc tại đây nha anh em. Anh em thấy hay thì like và share giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em nha. Bye bye.